Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang ở California gần với lại cái khu Phước Lộc Thọ Westminster. Hồi nãy á mình đã quay cái video mình check in cái nhà triệu đô ở California rồi đó quý vị. Thì cái nhà đó là nhà Airbnb cũng ok, nhà ok, nói chung mình cũng không có cần gì, nhu cầu gì nhiều, chỉ cần có chỗ để về nghỉ ngơi tắm rửa là ok rồi. Thấy nhà cũng thoáng mát sạch đẹp đúng không anh? Chí tới nhà của anh ta nói anh phải về anh remodel cái nhà anh mới được. Nhà anh cần phải sửa sang lại cho nó đẹp. Cái nhà anh ta lót gỗ, muốn về lột thảm lót gỗ. Và mình thì mình thích thảm hơn, tại vì thảm bên mình nó lạnh, nó đi cho nó ấm, chứ gỗ nhiều khi nó lạnh chân, lạnh chân. Thảm thì chịu khó giặt thảm, lâu lâu giặt lần cũng ok, đâu tới nổi đâu. Nó dơ cái mình lấy thuốc tẩy mình để mình ngâm cái hồi mình giặt. Bây giờ mình chạy ra khu Phước Lộc Thọ kiếm coi có gì ngon ngon, mua mấy cái đồ gì mang về nhà bác. Hẹn với bác thì nhà bác ở bên Santa Ana, qua bên nhà bác thăm hai bác rồi chơi ở đó buổi tối. Thì cứ đi ra coi chứ đâu biết mua gì đâu. Đây hiện tại bây giờ mấy cái khu nhà ở bên này nhìn nó ấy anh ha, nhìn nó xinh xinh đẹp đẹp anh ha, nhìn nó kiểu thấp thấp á. Nhà bên mình thì họ xây nó có vẻ hơi khác, hơi cao cao một xíu. Nhà bên này chắc đa số là nhà trệt. Còn nhà bên mình nó cũng có nhà trệt nhưng mà nhà lầu thì nhiều hơn, nhà hai tầng nhiều hơn. Nè trước mặt mấy cái nhà trệt nhìn vậy chứ nhà vậy chứ nhỏ nhỏ mà có vỏ toàn triệu triệu đô không. Hồi khoảng chừng chắc 10 năm về trước thì mua tương đối nó rẻ hơn. Giống như chị họ mình cũng mua khoảng mười mấy năm về trước chỉ mua mười mười mấy năm về trước chỉ mua có chừng 400, mà bây giờ nó lên chắc cũng gần triệu rồi. Nhà bên này nó lên giá hơn là bên cái khu của mình nè. Những cây dừa này hay dễ sợ không, biểu tượng của mấy cái cây dừa này á là mình thấy là đúng là California luôn đó, với lại Florida có cây dừa này chứ bên xứ mình nó đâu có cây dừa này đâu. Ủa mà sao anh đứng lâu quá vậy anh? Đây bây giờ thì đang đi ra khu Việt Nam của mình đó, là khu mà bán đồ ăn Việt Nam nha. Ở đây chắc nhiều người Việt cho thấy gia đình đó người Việt Nam. Quý vị mà ở gần đây có biết cái quán nào ăn ngon ngon để cho mình vô mình check in mình quay không ta? Mình thì không biết quán nào với quán nào, chắc để gặp mấy chị hỏi thử coi. Hả? Gì anh? Siêu thị đó bán gì trong đó em không biết, vô coi thử coi sao chứ. Đây đang đi tới khu của người Việt ở Westminster. Mình thì lạ lẫm với khu này, lạ lẫm với khu này, đi vòng vòng coi có gì vui vui hay hay không. Này cái hội thánh tin lành đó. Anh Chí nói nhà của anh họ anh Chí gần đây gọi say hi không? Nhà anh gần đây không anh? Gần quá, gần Phước Lộc Thọ hả? Gọi say hi thôi, nói tụi em ở gần đây. Mà anh có nhớ số anh họ của anh không nhỉ? Chạy lạc đường à? Không biết khu này khu gì luôn nha quý vị, mình thì không có gặp đây luôn nha. Siêu thị phở, ủa nãy phải vô mấy quán phở này chắc là bảo đảm ngon. Mình ăn phở bên kia chữa cháy. Đây nhưng mà ở bên này mấy tiệm phở mấy tiệm đồ mà em muốn đi tới mấy tiệm ăn vặt đó anh. Đây thử vô đây thử coi con tô bánh mì chè coi có gì không. Kìa người ta để đầy trong đó mà Mình sẽ vào mình sáng mai mình mua đi đi. thêm Mỗi mỗi ngày ăn một bữa thì ăn đậu lại chỗ nào khô đó đi, bò kia mua khô bò luôn à, đây đậu lại ở chỗ nào đó đi. Trong này bạn là nó cái là gì ta? mua khô bò thì nó có thích ăn loại nào thì cứ thôi.
Mua phô bò ở đây à, cái khu shopping center nó giống như Eden á, nó giống Eden khu người Việt ở Virginia. Tại vì mình đó thì nói chung mà bây giờ cũng không có biết ở trong đầu là muốn mua cái gì luôn, chỉ muốn thấy cái chỗ nào mà có bán nhiều đồ ăn vặt thì mình chỉ món nào thấy món nào hấp dẫn là mình mua. Ừ chứ mấy cái này là toàn là mấy cái quán nó bán đồ, mình muốn tới mấy cái chỗ mà bán đồ ăn sẵn á, nhìn cái mình chỉ á, mình hốt mấy món mình mang về, không có rành, mình không có biết mua gì với cái gì, với lại mình cũng không biết là mua cái gì luôn. Chứ nếu mà mình biết quán nào bán đồ to go ngon mình vô đó mình đặt ha. Sun Donut, để quay ngược lại. Gì ta, noodle hot pot chicken à, anh đi qua bên phở Việt mà có quán para này nãy mình quay rồi. Có cái khu nãy mà bây giờ mình đi ra ngoài, ra phía ngoài của cái khu chợ đó rồi. Cái xe kia nó chạy lên kìa. Mỹ vô xen kẽ vô Mỹ Việt Nam. Đi tới stop sign và phải. Thôi chạy vô cái chị ở vô một cái nữa. Mốt Midway anh. Đi con đường Midway tới stop well. Đây để nhiều lá cờ quá nè. Ở trên đây nó chia ra làm hai lane nè. Chắc đang để hai lane á. Trong kia khu của người Việt á, như trong đó quay á. Không biết cái nhà trong đây đẹp không? Đây ở trong kia mấy cái khu nhà nhà dân ở kìa. Cái tòa nhà đó chắc là khu người Việt à, mấy tòa nhà trong đó kìa, khu người Việt à, quá trời quá đất. Đi chút xíu là đụng mấy cái khu toàn người Việt Nam không, nói chung là khu quên. này cứ góc này góc kia hả. Nếu như bên mình thì có một hai khu thôi, vài khu thôi, nhưng Philadelphia cũng có mà không có nhiều bằng bên đây, nó nhiều hơn, tập trung nhiều hơn. Đây khu của người Việt Nam Phước Lộc Thọ, cờ vàng bay phấp phới, sao cờ đỏ ở cái cờ cờ Mỹ nó không bay mà cờ vàng nó bay hả ta. Phước Lộc Thọ cha, u cha, rồi đi vô trong đây Phước Lộc Thọ mà mặt trời nó chiếu quá, xíu nữa đi. Người ta đóng cửa vội bớt ra bên ngoài. Đâu phải cái gì cũng bán đâu, người ta đóng cửa bớt rồi. Nè, mấy tiệm này đóng sớm này thấy không? Hả? Cái gì vậy? À, bánh chuối. Chị lấy cho em bánh chuối rồi chị.
À, nhiều cái. Ba lòng. Lấy hết này đi, còn không? Lấy Lấy hết luôn. cái 1, 2, 3, 4, 5, 6. thánh. Lấy cái Dạ. thánh. Chứ Dạ. Đúng món hạnh phúc. Ở đây đó. Ba có ăn bánh kem, muốn kem phải đó anh. Ngoại có ăn bánh kem không? Bánh kem luôn nha chị. Dạ. Cái nhỏ nhân gì? Đỏ đỏ, cái này là hạt sen. Lấy to. Lấy to hoặc có lấy nhỏ không? Lấy ít nhỏ không? 6 đồng mà. Ủa là sao? Là 2 đồng cái hả? Bánh kem 2 đồng cái hả? Này 6 đồng 3 cái hả? là 6 đồng. Là 2 đồng cái đúng không? Dạ đúng rồi. Chị Hằng mua bánh xèo rồi má ơi. Ở đây bánh chè nè. Áo dài. Áo dài Việt Nam. Vịt quay với heo quay bán sao chị? Chị ơi. Vịt quay bán. Lấy con vịt quay. Dạ, lấy con vịt quay. Con nào cũng giống nhau hả? Nào con nào to hơn lấy cho em. Ủa vậy là nguyên nguyên vòng vòng đây người ta 6 7 giờ ta đóng hết hả chị? 7 giờ là cái mall này đóng hết luôn hả? Tất cả bóng luôn hả? Áo dài đồ đóng luôn hả? Ồ. Vậy là 7 giờ đóng. Hai mẹ chắc tính toán rồi mà. À, xíu xíu chị bỏ vô trong đó chứ má cầm nó đi rửa sao hả? Ok chị. Ồ đây bán điểm sắm. Ồ chị này bán hộp vịt lộn nữa nè, các ăn vịt lộn, họ ngoại các ăn vịt lộn không anh? Vịt lộn bán sao chị? Dạ để xíu em. Ồ bắp này nữa nè. Bắp luộc đi làm nóng cho. Bao nhiêu? 4 đồng là 3 đồng trái cặp cho 6 đồng. Là sao cái này nhiêu? Cái này là 6 đồng nè. Có làm nóng không? Ăn liền không mà đem về nhà. Đem về nhà ăn mà làm nóng luôn đấy. Làm nóng mà. Dạ. Em đang suy nghĩ. Không có mua kia nhiều rồi. Là sao chứ bình thường nhiêu? Ồ vậy hả? Giờ bán 2 đồng, hai bán bớt, bán 2 đồng rồi sao nữa? Cỡ nào nữa? Này 2 đồng, cái này nhiêu? Sao, sao bỏ sale mà? Còn cái nào sale nữa? Bình thường bán nhiêu? 4 đồng, 4 đồng rưỡi có, tùy vào từng chất. Biết ăn. Biết có ăn được không á? Tôi thử nó thiêu cái thấy bà. Chút xíu thôi, chị lấy kéo cách xíu thôi, xíu đầu em thử. Nói là không phải, em không phải không tin chị mà em sợ để ngoài nó lâu quá, giống như khí hậu nó nóng nè. Thử miếng à. À, có 2 cái mà. Xe là 6 đồng, sao nó 7 đồng? Cái này mới là 3 đồng. Này. Có mỗi bánh chuối, bánh càm đi. Cô chủ có 10 đồng loại nhỏ. Cô chủ cô nói em cuối ngày của sale bớt. Cái này là không sale nha. Ok. Sale nè. Ôi tính đi cô. 3 đồng. 4 đồng sale 3 đồng. Này chuối xứ hả trời, trong nó đỏ hay nó trắng? Ở trong nó là màu vàng, chuối sáp, cái này ngon. Nó màu vàng. Đó chị nhớ, chị nói cái nào sale chị nhớ tính nha. Đó, đó chứ. Ok. Ừ, ngon, cũng tự ngon này. Mai ghé mua tiếp chứ bữa nay ăn nhiều đó no rồi. Ờ 3 đồng. Để mai ăn cho nó ngon. Thôi tính tiền giùm để em mai đi. Em tính tiền giùm em nguyên đó nhiều. 3 đồng. 5 đồng. Mấy giờ chị mở cửa? Phải 9 giờ. 9 giờ tới 7 giờ phải không? 9 giờ tới 7 giờ. Tới hè là 16 tây, 14 tây là vô hè. Tính em bao nhiêu rồi? 45 đồng. Nó mang từ từ tôi ấy cho bà. Chưa nữa hả? Chưa cộng ra nữa hả? Sao ta? Dạ. Cộng cho bà thấy chứ.
Vậy là chị cộng sơ là 42 rồi đó phải không? Sale. Sale cuối ngày. Này bán không hết mang về nhà làm gì chị? Ý em nói là có ngày bán không hết thì sao? À, giá nào cũng bán. Giờ cuối cùng mà giá nào cũng bán. Nãy con quay rồi. Kiểm tra nha, chị lỡ đồi nha. Có không? 4 đồng nè, 3 đồng nè. À, 3 bắp nè. 18 nè. Quay này 3 bắp. Còn. Còn. Em. Có lấy được cũng lạnh lạnh cho con. Trời ơi bà chủ. Bà sợ thiêu. Qua đây coi chị bán gì ở đây. Ồ, đây này bán bắp nướng. Dạ. Ở bán nước. Ở đây thấy có cái khu đồ ăn đó với cái áo dài là hấp dẫn à. Ồ, còn bên này nữa, bên này cái gì chưa đi nè. Đang dọn hàng. Chả ốc. Quá trời đồ. Thì là hồi nãy là mình thấy khu áo dài với lại khu đồ ăn kia là hấp dẫn, nãy giờ mình mua quá trời mua. Đây hết rồi. Đây nữa nè. À đây bánh bánh chè. Này bánh nữ trang hiền hòa. Hết rồi mọi người. Ba không muốn lấy cái đó. Cái đó bánh. Cái đó bánh sao? Bánh thao, thao hay là gì? Ồ 6 đồng, cứ hộp hộp 6 đồng điểm sắm chút nãy ba có mua. À, mua nguyên một mâm luôn. Mua nguyên một bàn luôn. Đi. Mua nguyên một bàn luôn chuẩn bị đi nè. Ba ông. Phước Lộc Thọ. Nhìn tới đây thấy mọi người ở tiểu bang khác như lại đây quá trời luôn, nhìn đứng chụp hình là biết rồi. Chứ dân ở đây chắc không ai ra đây chụp hình đâu, quá thường. Quá thường đối với họ. À, bây giờ đi về nhà bác. Hồi nãy mọi người đi vô trong Phước Lộc Thọ đi giống như kiểu đi đánh giặc á. Giờ bà hốt được quá trời đồ luôn nha. Vô trong đó kịp. Chứ vô trễ xíu. Người ta sắp sửa đóng cửa. Bây giờ mọi người đang chạy tới nhà bác tại mua đồ tới đó ăn, gặp mọi người gặp anh trai ở bên Việt Nam qua nữa, rồi cô rồi mấy chị. Chút xíu nữa mình quay tiếp cái video sau đi, chứ mình quay nữa là nó hơi bị dài nha. Xin chào tạm biệt quý vị ở đây, hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Quý vị đừng quên bấm một cái like, và nếu mà ai chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký cho Mai Vũ nha. Bye bye.